Thì vào ngày 1 tháng 7 năm 2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77 năm 2024 quy định tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công lên mức 2.789.000 đồng, đồng thời tăng mức trợ cấp phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thương binh thêm 35,7% từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Đây là mức tăng cao nhất so với các nhóm đối tượng khác, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người có công. Tuy nhiên, theo khảo sát mới nhất của kênh thì đến thời điểm hiện tại, đa số người có công với cách mạng và thương binh vẫn chưa được nhận mức trợ cấp theo quy định mới tại Nghị định số 77 năm 2024 của Chính phủ. Vậy đến khi nào thì người có công, thương binh mới được nhận mức trợ cấp mới và truy lãnh phần chênh lệch chưa được nhận từ tháng 7 năm 2024? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vấn đề này trong video ngày hôm nay. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích, thì hãy để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Mặc dù mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với các bạn và thương binh đã được điều chỉnh tăng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 theo quy định tại Nghị định số 77 năm 2024 của Chính phủ, nhưng đến tháng 10 năm 2024, người có công với các bạn vẫn chưa được lĩnh mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi theo mức tăng mới. Câu hỏi đặt ra là vậy tháng 11 năm 2024, người có công với cách mạng có được giải quyết lĩnh mức tăng mới và truy lĩnh phần chênh lệch của tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 10 năm 2024 chưa? Ví dụ theo quy định tại Nghị định số 77 năm 2024 của Chính phủ, thì mức trợ cấp đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 40% từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 trở đi là 3.576.000 đồng. Tuy nhiên, tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 10 năm 2024, thương binh này vẫn nhận mức trợ cấp theo mức cũ là 2.635.000 đồng, chênh lệch 941.000 đồng mỗi tháng so với quy định mới. Do đó, nếu được lĩnh mức mới và truy lĩnh phần chênh lệch trong tháng 11 năm 2024, thì thương binh này sẽ được lãnh mức trợ cấp mới là 3.576.000 đồng, đồng thời được truy lãnh phần chênh lệch của tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 10 năm 2024 là 3.764.000 đồng. Như vậy, nếu như mà được lĩnh mức mới và truy lĩnh phần chênh lệch trong tháng 11 năm 2024 thì thương binh này sẽ nhận được số tiền tổng cộng là 7.340.000 đồng một tháng. Trong đó sẽ bao gồm mức trợ cấp 3.576.000 đồng cộng với số tiền chênh lệch của tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 10 năm 2024 là 3.764.000 đồng. Người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 diện thất ly được trợ cấp 3.117.000 đồng một tháng. Ngoài ra còn được phụ cấp 529.000 đồng cho mỗi thanh niên. Người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 diện thất ly sẽ được trợ cấp với mức là 5.291.000 đồng một tháng. Vợ hoặc chồng con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 từ trần sẽ được hưởng trợ cấp tốt hàng tháng với mức là 2.789.000 đồng một tháng. Vợ hoặc chồng sống cô đơn, con bồ côi cả cha lẫn mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 từ trần thì được hưởng thêm trợ cấp tốt nuôi dưỡng hàng tháng với mức là 2.231.000 đồng một tháng. Người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 được trợ cấp với mức là 2.884.000 đồng một tháng. Vợ hoặc chồng con chưa đủ 18 tuổi hay từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 từ trần sẽ được hưởng trợ cấp tốt hàng tháng với mức là 1.565.000 đồng một tháng. Vợ hoặc chồng sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hay từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 từ trần thì được hưởng thêm trợ cấp tốt nuôi dưỡng hàng tháng
với mức là 2.231.000 đồng một tháng. Thân nhân của một liệt sĩ sẽ được trợ cấp 2.789.000 đồng một tháng. Thân nhân của hai liệt sĩ sẽ được trợ cấp 5.578.000 đồng một tháng. Thân nhân của ba liệt sĩ trở lên sẽ được trợ cấp 8.367.000 đồng một tháng. Cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ sống cô đơn, con của liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng, mồ côi cả cha mẹ thì được hưởng thêm trợ cấp thuốc nuôi dưỡng với mức là 2.231.000 đồng một tháng. Vợ hoặc chồng của liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con của liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hay chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ của liệt sĩ khi còn sống, hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ khi còn sống thì được trợ cấp 2.789.000 đồng một tháng. Bà mẹ Việt Nam anh hùng được trợ cấp 8.367.000 đồng một tháng. Ngoài ra còn được hưởng phụ cấp 2.337.000 đồng một tháng. Người phục vụ bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình được trợ cấp 2.789.000 đồng một tháng. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến được trợ cấp 2.337.000 đồng một tháng. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được trợ cấp từ 1.878.000 đồng một tháng đến 8.941.000 đồng một tháng tùy vào tỷ lệ tổn thương cơ thể. Thương binh loại B được trợ cấp từ 1.552.000 đồng một tháng đến 7.397.000 đồng một tháng tùy vào tỷ lệ tổn thương cơ thể. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên được phụ cấp 1.399.000 đồng một tháng. Trường hợp có vết thương đặc biệt nặng thì được phụ cấp 2.867.000 đồng một tháng. Người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên ở với gia đình thì được trợ cấp 2.789.000 đồng một tháng. Người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, có vết thương đặc biệt nặng ở với gia đình thì được trợ cấp 3.582.000 đồng một tháng. Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi nghỉ hưu, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ tròn được hưởng trợ cấp tốt hàng tháng với mức là 1.565.000 đồng một tháng. Cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi nghỉ hưu, sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ tròn được hưởng thêm trợ cấp tốt nuôi dưỡng hàng tháng với mức là 2.231.000 đồng một tháng. Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 50% được trợ cấp 2.911.000 đồng một tháng. Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 51% đến 60% được trợ cấp 3.627.000 đồng một tháng. Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 70% được trợ cấp 4.622.000 đồng một tháng. Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 71% đến 80% được trợ cấp 5.329.000 đồng một tháng. Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% đến 90% được trợ cấp 6.378.000 đồng một tháng. Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 91% đến 100% được trợ cấp 7.104.000 đồng một tháng. Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên còn được hưởng phụ cấp 1.399.000 đồng một tháng. Nếu có bệnh tật đặc biệt nặng thì được phụ cấp 2.789.000 đồng một tháng. Người phục vụ bệnh binh ở với gia đình có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên được trợ cấp 2.789.000 đồng một tháng. Người phục vụ bệnh binh ở với gia đình có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng được trợ cấp 3.582.000 đồng một tháng. Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi nghỉ hưu,
con chưa đủ 18 tuổi hay từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên tự trần, được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng với mức là 1.565.000 đồng một tháng. Cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi nghỉ hưu, sống cô đơn, con bồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên tự trần, được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng với mức là 2.231.000 đồng một tháng. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% đến 40%, được trợ cấp 2.120.000 đồng một tháng. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 60%, được trợ cấp 3.542.000 đồng một tháng. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80%, được trợ cấp 4.964.000 đồng một tháng. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% đến 100%, được trợ cấp 6.358.000 đồng một tháng. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên còn được phụ cấp 1.399.000 đồng một tháng. Nếu có bệnh tật đặc biệt nặng thì được phụ cấp 2.789.000 đồng một tháng. Người phục vụ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình, được trợ cấp 2.789.000 đồng một tháng. Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi nghỉ hưu, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên tự trần, được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng với mức là 1.565.000 đồng một tháng. Cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi nghỉ hưu, sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên tự trần, được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng 2.231.000 đồng một tháng. Con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80%, được trợ cấp 1.673.000 đồng một tháng. Con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, được trợ cấp 2.789.000 đồng một tháng. Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, bị địch bắt, tù đầy, được trợ cấp 1.673.000 đồng một tháng. Người có công giúp đỡ cách mạng, được tặng, hoặc người trong gia đình được tặng kỷ niệm chương, tổ quốc ghi công, hoặc bằng có công với nước, trước cách mạng tháng 8 năm 1945, được hưởng trợ cấp hàng tháng 2.789.000 đồng một tháng. Người có công giúp đỡ cách mạng, được tặng hoặc người trong gia đình được tặng huân chương kháng chiến, được hưởng trợ cấp hàng tháng 1.639.000 đồng một tháng. Trường hợp người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng kỷ niệm chương, tổ quốc ghi công hoặc bằng có công với nước trước cách mạng tháng 8 năm 1945, người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng huân chương kháng chiến, sống cô đơn thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng 2.231.000 đồng một tháng. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, con của người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, thân nhân của liệt sĩ, con của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, con của bệnh binh, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên, được trợ cấp 2.789.000 đồng một tháng khi theo học tại các cơ sở phổ thông dân tộc nội trú, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học. Con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% đến 60%, con của bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 60%, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% đến 60%, được trợ cấp 1.399.000 đồng một tháng
khi theo học tại các cơ sở phổ thông dân tộc nội trú, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học,